Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao của tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy mà nông dân Lâm Đồng chú trọng đầu tư kỹ thuật chăm sóc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây khi mà sầu riêng Lâm Đồng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch thì việc sản xuất sầu riêng đảm bảo an toàn, sản xuất theo hướng hữu cơ đang được người trồng địa phương quan tâm thực hiện. Trang trại sầu riêng rộng gần 30 hecta tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng được đầu tư trồng chăm sóc theo hướng hữu cơ. Anh Nguyễn Văn Hải, phụ trách kỹ thuật cho biết, ngoài việc ưu tiên sử dụng các loại phân chuồng đã đậu ủ hoai mục, trang trại còn để cỏ che phủ bề mặt đất nhằm hạn chế tình trạng rửa trôi, cải thiện cấu trúc đất, giúp đất tơi xốp, thông thoáng và cung cấp oxy. Cùng với đó, thông qua hệ thống tưới hiện đại được lắp đặt trong vườn, nông dân vừa có thể giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, vừa kết hợp cung cấp dưỡng chất cho cây trồng. Hiện hơn 1/3 diện tích sầu riêng trong vườn đang bước vào giai đoạn kinh doanh với sản lượng đạt bình quân trên 70 trái mỗi cây. Em vẫn để cỏ xanh như thế này để nó tạo nguồn hữu cơ. Cái thứ hai nữa là tụi em bón phân chuồng, là đặc biệt là phân dê. Phân dê thì nó rất là thích hợp với cây sầu riêng. Với cái nguồn phân hữu cơ tiếp theo là tụi em sử dụng đó là phân chuối. Tụi em có sử dụng bể chứa để ủ phân chuối, lấy cái dịch chuối ra để tưới cây. Thì nó làm cho cơm sầu riêng nó rất là vàng, rất là ngon, rất là ngọt. Ngoài việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh, sầu riêng được chăm sóc theo quy trình hữu cơ. Cùng với đó, nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản phẩm sầu riêng OCOP cũng đã được triển khai, góp phần khẳng định giá trị sản phẩm sầu riêng hữu cơ Lâm Đồng. Cùng với chi cục bảo vệ thực vật xuống tận gốc sầu riêng để mà chỉ hướng dẫn cho bà con. Bởi sao? Cái sản phẩm đó mình muốn thấu hiệu quả và tốt để mình bán trên thị trường cho nó uy tín thì mình phải đi tới tận cái gốc. Bởi vì mình xây dựng những cái hợp tác xã đó, mình bao tiêu sản phẩm đó 100%. Trồng sầu riêng theo quy trình hữu cơ giúp cây trồng tăng sức đề kháng. Tuy nhiên những năm đầu, chi phí đầu tư sẽ đội lên do dùng nhiều phân bón hữu cơ để cải tạo đất. Thêm vào đó, việc xử lý sâu bệnh trên cây sầu riêng cũng khó khăn hơn so với phương pháp canh tác truyền thống. Bù lại, chất lượng nông sản ngày càng vượt trội, yếu tố môi trường được đảm bảo. Ngoài cái việc mà xây dựng mô hình cụ thể tại cơ sở theo từng vùng sản xuất mà mình đã chọn, thì cái mô hình cụ thể đó là mục đích, là mô hình điểm để nông dân trong vùng tiếp cận trực tiếp để học hỏi, để nhân rộng. Thì ngoài ra thì bây giờ cái việc lĩnh vực hữu cơ phải cần làm như nào thì cũng phải tổ chức nhiều cái lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và cho bà con nông dân biết sản xuất hữu cơ là như thế nào, cần áp dụng tiêu chuẩn nào. Nếu sản xuất hữu cơ thì nó đem lại cái lợi gì, về môi trường như thế nào, về sản phẩm như thế nào, rồi về lợi ích kinh tế như thế nào cho bà con tiếp nhận được cái môi trường đó. Với gần 25.000 hecta, sầu riêng hiện là loại cây trồng mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân trong tỉnh Lâm Đồng. Những năm gần đây, diện tích sầu riêng ở Lâm Đồng cũng như cả nước ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đầu tư theo quy trình hữu cơ bền vững, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ sẽ chủ đạo hình thái thời tiết là đêm không mưa, ngày nắng và sáng sớm sẽ có sương mù. Tới khoảng ngày 17 tháng 11 thì khu vực này sẽ có mưa rải rác ở một vài nơi. Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ sẽ dao động ở ngưỡng từ 19 cho tới 32 độ và có nơi có thể trên 32 độ. Trong thời điểm giao mùa, nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng. Trong đó thì bà con lưu ý tới đối tượng dày xanh gây hại trên chè. Theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật thì hiện nay toàn khu vực Bắc Bộ đã có 925 hecta chè bị nhiễm dày xanh, tăng 101 hecta so với tuần trước. Dày xanh gây hại sẽ khiến cho sản lượng và phẩm chất của búp chè giảm nghiêm trọng. Đây cũng là thời gian cao điểm trong năm mà dày xanh gây hại trên cây chè. Khi mà bị hại nặng thì đọt non của chè sẽ bị cong. Vì vậy mà các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo bà con một số biện pháp để phòng trừ dày xanh hại chè như sau. Đầu tiên, bà con lưu ý tiêu hủy triệt để tàn dư gây bệnh và tưới đủ ẩm cho vườn chè. Trồng với mật độ vừa phải, bón phân cân đối và giữ ruộng luôn sạch cỏ, tránh trồng xen hoặc là xung quanh ruộng có các cây ký chủ của dày xanh. Bà con cũng lưu ý là chúng ta đốn và hái chè cho đúng kỹ thuật, đúng thời điểm. Thu hái búp chè khi mà dày rộ để hạn chế trứng dày. Hái thường xuyên khi mà búp chè đạt tiêu chuẩn nhằm loại bỏ trứng dày và mật độ dày xanh gây hại trên nương. Trồng các cây che bóng cho nương chè sẽ làm cho tăng độ ẩm cho gốc chè, cung cấp nơi cư trú cho các loại thiên địch nhằm góp phần làm giảm tác hại của dày gây hại trên nương chè.
bà con cũng cần thường xuyên kiểm tra nương chè để phát hiện và phòng trừ dày xanh kịp thời, bảo vệ các loài thiên địch trên đồng ruộng và nương chè. Ngoài ra, bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành chuyên môn và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại các khu vực khác. Tại khu vực Trung Bộ thì thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là đêm có mưa vài nơi và ngày nắng. Từ khoảng ngày 18 tháng 11 trở đi thì sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo mưa vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho tới Bình Định. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 cho tới 30mm và có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Lũ quét và sạt lở đất thì có thể gây tác động rất xấu tới môi trường, uy hiếp tới tính mạng của người dân và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất cũng như là hoạt động kinh tế xã hội của bà con. Vì vậy bà con cần hết sức lưu ý. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ở đây thì vẫn duy trì hình thái thời tiết là trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực là từ 18 cho tới 21 độ và cao nhất là từ 27 tới 30 độ tại khu vực Tây Nguyên. Còn tại Nam Bộ thì sẽ có nắng, nhưng tới khoảng chiều tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động ở ngưỡng từ 24 cho tới 27 độ, cao nhất duy trì trong ngưỡng từ 30 cho tới 33 độ và có nơi có thể trên 33 độ. Cuối cùng như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.